Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui khi được gặp lại mọi người trên kênh Đất Đỏ TV của mình. Mình là Đức Đất Đỏ. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và gặp nhiều may mắn nhé. Thì ngày hôm nay mọi người trên tay mình có nè. Đây là cái bịch hạt giống măng tây nhé mọi người. Thì hôm nay thì mình muốn cùng mọi người để làm sao để cho mình ươm cái hạt giống măng tây này nó hiệu quả nhất mọi người nhé. Ok, thì bây giờ mình muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Mọi người cùng mình làm nhé. Như mọi người biết á, thì măng tây nó có 3 loại: măng tây xanh, măng tây tím và măng tây trắng. Ngày hôm nay thì mình sẽ ươm cái hạt giống măng tây xanh nha mọi người. Măng tây thì là một trong những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Để trước tiên mà để gieo và ươm cái hạt này thì mình đã chuẩn bị một tô nước ấm nha mọi người. Nước ấm của mình thì mình dùng 2 sôi 3 lạnh mọi người nha. Đây là cái phần hạt giống mà mình lấy từ trong cái gói hạt giống này ra nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước ấm của mình vào cốc này. Rồi bắt đầu mình sẽ cho những cái hạt giống măng tây của mình vào đây ngâm trong vòng 6 tiếng nha mọi người. Như vậy là một bịch hạt giống măng tây của mình thì mình có tầm khoảng là 20 hạt đó mọi người. Đó, mình sẽ ngâm cái hỗn hợp nước ấm này khoảng 6 tiếng. Ok, bây giờ bắt đầu ngâm mọi người ha. Đây là những cái phần hạt măng tây mình đã ủ trong nước ấm trong vòng 6 tiếng mọi người ha. Thì bản chất của cái hạt măng tây này á, thì cái lớp vỏ của nó rất là cứng đó, và dày. Vì thế nên bây giờ mình bên dưới mình có chuẩn bị một cái tấm khăn ẩm nè. Mình sẽ cho những hạt măng tây của mình vào đây đó. Mình sẽ cuộn lại nha mọi người. Cuộn lại và ủ cho đến khi nào mà nó nứt nanh luôn. Tức là nó nứt sơ cái mầm của nó lên là bắt đầu mình mới gieo vô cái bầu ươm của mình. Ok, bây giờ thì mình sẽ ủ cái phần này, hạt măng tây này, cho đến khi nào nó nứt nanh luôn mọi người nha. Thì mọi người giữ độ ẩm cho nó ẩm vừa phải nha, không ướt quá, tại vì ướt quá thì nó sẽ bị úng ấy. Đây, bây giờ mình sẽ chăm sóc nó, giữ độ ẩm cho nó trong vòng khoảng 6 đến 7 ngày á. Đến khi mà nó nứt nanh ra thì bắt đầu mình sẽ tiến hành ươm vào bầu. Đây là cái phần hạt cây măng tây đã nứt nanh của mình á, cái hạt tròn nhỏ ở giữa nha mọi người. Còn cái hạt to nó là những cái hạt hoa đậu biếc. Đó. Mọi người ngâm cho đến khi nào mà nó nứt nanh như vậy nè. Đó, nứt nanh như vậy là bắt đầu mình có thể đem ra mình ươm vào bầu. Đó, bây giờ thì mình mang cái hạt mà đã nứt nanh của cái phần cây măng tây này đi để mình trồng vào bầu ươm nha mọi người. Đó, mọi người chăm sóc ở trong cái khăn cho đến khi nào mà nó nứt nanh như thế này là trồng rất ok luôn. Ở đây thì mình chuẩn bị một cái bầu ươm là gồm có đất và phân bò ủ hoa nha mọi người. Mình sẽ tưới đẫm cái phần của cái bầu ươm của mình đi. Rồi sau đó là mình tạo một cái rãnh nhỏ. Nhỏ vừa phải thôi mọi người ha. Rồi mình tiến hành mình cho cái hạt cây măng tây của mình vào. Đây là hạt măng tây của mình mọi người ha. Mọi người cho cái phần đầu lên trên nha. Đó, phần đó. Ok, bây giờ thì mình cho một ít đất lên. Rồi bây giờ mọi người tưới ẩm nha. Tưới ẩm rồi xong rồi mình bảo quản của nó nằm. Mình cho nó vào vị trí thoáng mát mọi người ha. Và tưới đẫm vào mỗi buổi chiều. Ok, như vậy là khi nào mà cái cây, cái bầu ươm này mà nó tốt lên rồi mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người thành công.